Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng giờ không phải là lúc Ukraine tổ chức bầu cử. Ông Zelensky cho rằng Ukraine cần tập trung vào chiến sự với Nga và hiện không phải thời điểm thích hợp để bầu cử. Phát biểu vào tối ngày 6 tháng 11, ông nói, chúng ta cần xác định bây giờ là thời điểm tập trung phòng thủ và chiến đấu nhằm bảo vệ vận mệnh quốc gia và người dân. Tôi tin rằng đây không phải thời điểm thích hợp để tổ chức bầu cử. Ông nói thêm rằng Ukraine đang đối mặt với nhiều thách thức và cần ưu tiên vấn đề quân sự, Ông nói đây là giai đoạn đất nước cần thống nhất thay vì chia rẽ thật vô trách nhiệm khi đề cập đến những đề tài liên quan đến bầu cử theo cách phù phiếm như vậy phát biểu được đưa ra sau khi ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói rằng Tổng thống Zelensky đang cân nhắc đánh giá ưu nhược điểm của phương án bầu cử vào đầu năm sau theo kế hoạch Ukraine dự kiến bầu quốc hội vào tháng 10 năm 2023 và bầu tổng thống vào tháng 3 năm 2024 sau khi chiến sự với Nga bùng phát vào tháng 2 năm 2022, Ukraine ban bố tình trạng thiết quân luật, cấm tổ chức bầu cử. Tuy nhiên đã có một số lời kêu gọi trong và ngoài nước cho rằng Ukraine nên tổ chức bầu cử để thể hiện nền dân chủ vẫn ổn định. Tổng thống Zelensky trước đó nói có thể tổ chức bầu cử nếu cần, nhưng quốc hội nước này cần sửa luật và có sự hỗ trợ từ nước ngoài để giúp đảm bảo nguồn lực và bố trí điểm bỏ phiếu cho công dân Ukraine. Ông cũng tuyên bố muốn tái tranh cử nếu bầu cử diễn ra. Giới phân tích chính trị nhận định Ukraine sẽ gặp rất nhiều khó khăn để đảm bảo một quy trình bầu cử tự do, công bằng và an toàn giữa chiến sự. Nhiều kênh truyền hình lớn ở Ukraine, nền tảng quan trọng cho chiến dịch vận động tranh cử, hiện chỉ đưa tin về chiến sự. Phe đối lập cũng lo ngại những tranh cãi trong quá trình tranh cử sẽ làm suy yếu lòng đoàn kết dân tộc và Nga có thể tìm cách can thiệp. Lần gần nhất Ukraine tổ chức bầu cử là vào tháng 3 năm 2019 với 39 ứng viên. Do không ai đạt quá bán số phiếu, cử tri Ukraine tiếp tục bỏ phiếu với hai ứng viên nhận nhiều phiếu vòng một là ông Zelensky và ông Poroshenko, tổng thống Ukraine từ năm 2014. Ủy ban bầu cử Ukraine sau đó tuyên bố ông Zelensky thắng cử với hơn 73% phiếu bầu. Đài CNN ghi nhận sự chia rẽ giữa tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky với đội ngũ chỉ huy quân sự ngày càng công khai sau nhiều bất đồng về tình hình chiến sự. Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Economist giữa tuần trước, tổng tham mưu trưởng quân đội Valery Zaluzhny đánh giá cuộc chiến rơi vào bế tắc, rất khó để đạt được bước đột phá. Phó chính văn phòng tổng thống Igor Jopka ngày 4 tháng 11 lên tiếng nhắc nhở cuộc phỏng vấn sẽ bị phía Nga đọc, xem xét cẩn thận và rút ra kết luận. Ông cho biết quan chức một số nước đối tác đã hoảng loạn liên lạc để hỏi liệu chiến sự có thực sự bế tắc hay không. Ông Jopska phát biểu trên sóng truyền hình có lẽ đây là kế hoạch chiến lược rất sâu sắc và chúng ta sẽ đạt được một số thành công theo cách này. Nhưng thành thật mà nói, tôi cảm thấy ngạc nhiên. Tổng thống Zelensky cũng không hài lòng với phát ngôn của Tổng tham mưu trưởng Zelensky. Nhà lãnh đạo Ukraine nói trong một cuộc họp báo với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, mọi người đều mệt mỏi và có nhiều ý kiến khác nhau. Tôi nhấn mạnh là tình hình không bế tắc. Ông nói thêm, tất cả chúng ta cần cùng nhau giải quyết vấn đề, làm việc với các đối tác về công tác phòng không, phong tỏa vùng trời và cho phép binh sĩ thực hiện hoạt động tấn công trong cuộc phỏng vấn riêng biệt của tạp chí tham tổng thống zelensky tuyên bố rằng ông có niềm tin vào chiến thắng dành cho ukraine tuy nhiên nhà lãnh đạo ukraine thừa nhận tâm lý mệt mỏi vì chiến tranh đang trỗi dậy ở mỹ lẫn châu âu xung đột israel hamas làm chuyển hướng chú ý nên cộng đồng quốc tế không còn nhiệt tình hỗ trợ kiev nữa chia rẽ không chỉ thể hiện qua loạt phát ngôn phản bác nhau mà còn qua thay đổi nhân sự tổng thống zelensky cuối tuần qua bất ngờ thông báo bổ nhiệm chỉ huy mới cho lực lượng đặc nhiệm người bị thay thế chỉ biết tin qua truyền thông và cũng chẳng rõ lý do thay đổi. Ukraine triển khai phản công từ đầu tháng 7, ban đầu thành công giải phóng không ít vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, đà tiến quân của quân đội nước này đang bị chững lại ở cả phía đông lẫn phía nam do phòng tuyến dày đặc bãi mìn, pháo binh cùng tên lửa chống tăng. Ngoài ra, Nga còn sử dụng máy bay không người lái tấn công phương tiện chiến đấu vô cùng hiệu quả. Đầu tháng 11, trong một bài phỏng vấn đăng trên tờ The Economist, Tổng tư lệnh Ukraine, tướng Valery Zaluzhny cho biết quân đội Ukraine cần những năng lực quân sự quan trọng mới và đổi mới công nghệ để ứng phó với giai đoạn tiếp theo khi cuộc xung đột đã bước sang tháng thứ 21. Ông Zaluzhny mô tả đây là giai đoạn tiêu hao và kéo dài. Ông nói điều này sẽ có lợi cho Nga, cho phép họ xây dựng lại sức mạnh quân sự để sau đó tiếp tục đe dọa lực lượng vũ trang và nhà nước Ukraine. Reuters cho biết bài báo được đăng vào thời điểm chiến dịch phản công của Ukraine đã kéo dài gần 5 tháng, song chưa tạo được bước đột phá thực sự trên các tuyến phòng thủ được giải min dây đặc của Nga. Giao tranh dự kiến sẽ chậm lại khi thời tiết xấu đi. Quân đội Nga đã tiến hành tấn công ở nhiều vùng phía đông. Kiev lo ngại Moscow có kế hoạch tiến hành một chiến dịch không kích nhằm làm tê liệt lưới điện cùng nhiều hạ tầng cơ sở khác. Bài báo cũng chỉ ra lợi thế về sức mạnh không quân của Nga, một yếu tố khiến việc tiến quân của Ukraine trở nên khó khăn hơn. Tổng tư lệnh Ukraine đề nghị Kiev nên tiến hành các cuộc tấn công lớn bằng máy bay không người lái để làm quá tải hệ thống phòng không của Nga. Ông Zaluzhny viết, vũ khí cơ bản như tên lửa và đạn pháo rất cần thiết, nhưng lực lượng vũ trang Ukraine cần những năng lực quân sự và công nghệ then chốt để thoát ra khỏi cuộc chiến kiểu này. Điều quan trọng nhất vẫn là sức mạnh không quân. Theo quan chức quốc phòng cấp cao của Ukraine, Kiev phải tiến bộ hơn trong việc tiêu diệt pháo binh Nga và có công nghệ dò mìn tốt hơn Ông cho rằng nguồn cung cấp của phương Tây không đủ để giúp lực lượng Ukraine đối mặt với các bãi mìn của Nga trải dài tới hơn 20 km ở một số khu vực. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine cũng thừa nhận chiến thuật của NATO và những toan tính Kiev thực hiện trong chiến dịch phản công đều không mang đến kết quả. Kiev đã không thành công trong việc đẩy lùi lực lượng Nga khỏi phòng tuyến. Ông Zaluzhny nói thêm, sớm hay muộn chúng tôi cũng phải thừa nhận rằng quân đội Ukraine không có đủ nhân lực cho chiến dịch phản công. Ông Zaluzhny gọi việc Kiev xây dựng quân dự bị là ưu tiên hàng đầu Mặc dù thừa nhận rằng Ukraine có năng lực hạn chế trong việc huấn luyện lực lượng, ông cho biết vẫn còn những lỗ hổng trong luật pháp cho phép người dân trốn tránh nghĩa vụ. Ông nói: "Chúng tôi đang cố gắng khắc phục những vấn đề này. Chúng tôi sẽ đưa một danh sách thống nhất những người đi nghĩa vụ và chúng tôi phải mở rộng danh mục công dân có thể được gọi đi đào tạo hoặc huy động." Tổng tư lệnh Ukraine tiết lộ quân đội nước này đang giới thiệu một chương trình thực tập chiến đấu bao gồm việc đưa các tân binh được huy động và các đơn vị tiền tuyến có kinh nghiệm để đào tạo Thời gian gần đây, các quan chức và chỉ huy quân đội Ukraine thừa nhận nước này không chỉ thiếu vũ khí của phương Tây mà còn thiếu cả nhân lực để vận hành chúng. Một số quan chức Ukraine phàn nàn trong chiến dịch phản công, quân đội nước này chưa thể đẩy lùi lực lượng Nga ra khỏi các khu vực bị chiếm đóng vì các đồng minh phương Tây chậm bàn ra vũ khí viện trợ theo cam kết. Ngoài ra, quân đội Ukraine cũng phải đối mặt với tình trạng còn nghiêm trọng hơn vấn đề vũ khí đạn dược, đó là thiếu nhân sự. Một trợ lý giấu tên của Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Time thừa nhận rằng dù Mỹ và đồng minh đã bàn giao toàn bộ vũ khí như cam kết thì Ukraine cũng không có đủ binh sĩ có khả năng để sử dụng. Theo một sĩ quan cấp cao trong quân đội Ukraine, các chỉ huy quân đội của họ có rất ít sự lựa chọn khi nhận được mệnh lệnh tấn công từ trên. Người này cho biết, đầu tháng 10 năm 2022, quân đội Ukraine đã được yêu cầu mở chiến dịch phản công nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố Golovka thuộc tỉnh Donetsk, tiền đồn chiến lược mà lực lượng Nga quyết tâm bảo vệ. Và những sĩ quan chỉ huy đã hỏi ngược lại cấp trên của mình rằng, tấn công bằng cái gì? Bởi trong tay họ không có nhân lực hay vũ khí để chiến đấu. Cái lạnh mùa đông sẽ khiến lực lượng Ukraine khó tiến quân hơn và chiến tuyến sẽ ở trong trạng thái bị đóng băng cho đến ít nhất là mùa xuân năm sau. Tuy vậy, Tổng thống Zelensky vẫn từ chối chấp nhận điều này và cho rằng đóng băng xung đột đồng nghĩa với thất bại. Một số trợ lý của Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine sẽ có những thay đổi lớn trong chiến lược quân sự và đội ngũ cố vấn của Tổng thống. Theo các quan chức này, ít nhất một bộ trưởng và một tướng phụ trách chiến dịch phản công sẽ bị cách chức vì lý do tiến độ chậm chạp trên các mặt trận. Một trợ lý tổng thống Zelensky thừa nhận đồng thời cho biết nhiều chỉ huy ở tiền tuyến bắt đầu từ chối mệnh lệnh tiến quân, ngay cả mệnh lệnh từ văn phòng tổng thống Ukraine ban hành. Họ nói: "Chúng tôi sẽ không thể tiến về phía trước được, họ chỉ muốn ngồi trong chiến hào và giữ phòng tuyến, tuy nhiên chúng tôi không thể thắng theo cách đó." Ukraine không công bố thương vong của mình trong cuộc xung đột với Nga, nhưng theo ước tính của Mỹ và châu Âu, thương vong của Ukraine và Nga đã hơn 100.000 người mỗi bên. Điều này làm giảm nghiêm trọng nhân lực của quân đội Ukraine, buộc các văn phòng tuyển quân phải triệu tập những thân binh lớn tuổi hơn. Độ tuổi trung bình của một người lính Ukraine hiện tại là 43. Một trợ lý thân cận của ông Zelensky nhận xét rằng họ đã già và không còn khỏe mạnh nữa. Tình hình này hoàn toàn khác so với thời điểm khi mới xảy ra xung đột Nga-Ukraine. Khi đó, lực lượng phòng vệ lãnh thổ của quân đội Ukraine đã thông báo tiếp nhận tới 100.000 tân binh chỉ trong 10 ngày đầu tiên khi nổ ra chiến sự. Việc huy động tân binh Ukraine sau đó được thúc đẩy bởi những dự đoán lạc quan của các quan chức nước này rằng họ sẽ chiến thắng trong vòng vài tuần đến vài tháng. Một trợ lý khác của ông Zelensky cho biết, nhiều người nghĩ rằng họ có thể thực hiện một hành trình nhanh chóng để đạt được chiến thắng vĩ đại. Tuy nhiên, tốc độ tuyển quân của Ukraine đang giảm dần sau 2 năm xung đột, dù nước này áp dụng chính sách tuyển gọi nhập ngũ gắt gao. Vào ngày 11 tháng 8, Tổng thống Zelensky đã cách chức toàn bộ lãnh đạo văn phòng tuyển quân cấp tỉnh, động thái được đánh giá để thể hiện cam kết chống tham nhũng. Tuy nhiên, một sĩ quan cấp cao Ukraine cho biết, điều này phản tác dụng khi hoạt động tuyển quân gần như bị đình trệ do thiếu người lãnh đạo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxify. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.